Hello, xin chào cả nhà, rất vui được gặp lại cả nhà ngày hôm nay. Hiện tại cũng Phi đang đứng tại xã Bình An đó cả nhà. Và Phi cảm ơn cái người bạn này đã chinh chiến cùng với Phi rất là nhiều và đi qua mọi cái nẻo đường ở tại Bình Thuận này, tìm những cái sản phẩm đến nhà đầu tư. Khi cả nhà mình tìm đất mà gọi là chưa qua đầu tư á, hơn cả nhà mình thấy không? Đây này, đây là những cái sản phẩm mà đã qua đầu tư rồi này, ở những cái nơi mà gọi là khu vực hoang vắng như thế này. Nhưng mà lại có nhà đầu tư này, có gai kèm thép gai. Đây là cái cách làm của nhà đầu tư Sài Gòn. Còn nếu cả nhà mình muốn tìm sản phẩm á, chưa qua đầu tư á, là đây này, chưa qua đầu tư, chưa qua đầu tư là vậy này, là không làm gì hết, còn rừng nguyên sinh, chưa cắm mốc, chưa giao ranh, nhưng mà có sổ, có sách đàng hoàng, có giấy tờ cho cả nhà. Đó, đấy phía sau này, hơn một mẫu đó cả nhà. Thì để tìm những cái sản phẩm á, mà dưới 100 ngàn trong một mét, điều kiện đầu tiên là có đường xe ô tô đi được. Điều kiện thứ hai, có điện gần nước, có khu dân cư, gần khu dân cư. Đó cũng là một cái happy. Thực chất là mình chỉ đạt trong tầm khoảng 2-3 tiêu chí đó là được rồi. Tại vì trong 5-10 năm nữa, câu chuyện mình không biết cái điều gì nó xảy ra đối với những cái khu vực hiện tại bây giờ nó hoang vắng như thế này. Nhưng mà là có thể ví dụ trong 5-10 năm sau thì có thể hình thành những cái ngôi nhà vườn. Tại vì những khu dân cư hiện tại ở tại xã Bình An, chợ Lầu, thị trấn Mở Rộng của chợ Lầu tại xã Bình An, bên đó thì nó rộng ra đây, thì những cái nơi này là những cái nơi đang sống nhất. Cái mình không thể mua được đó là không khí. Cái không khí nó trong lành này, nó mát mẻ này, nó gần nước này. Đó, phía sau này là suối đó cả nhà, phía sau này là suối này. Thấy không, cây rất là mát giữa cái nắng của nhiệt độ ở Bình Thuận hiện tại bây giờ là đang là 40 độ C, 37-40 độ C với nắng như thế này. Mà cả nhà mình nhìn thấy mảng xanh không? Nhìn mảng xanh, đó là gần suối, gần nước. Tại vì ở khu vực này nó gần hồ Cà Dây. Đó, nó gần hồ Cà Dây, cho nên cái nguồn nước ở đây rất là dồi dào. Và cái phía sau này là một cánh đồng lúa này. Phía sau này cánh đồng lúa. Thì chứng tỏ là cái nơi này á, đất canh tác được thì nó sẽ gần khu dân cư. Có ở những nơi như thế này mà có lúa canh tác này, mà là cái hàng năm, cái lâu năm chuyển nhượng, thì câu chuyện mình đầu tư mình cũng không có biết được là 5-10 năm sau là những khu vực này sẽ như thế nào. Ai biết được những con đường quy hoạch sẽ mở rộng được, kết nối đi tới những cái điểm du lịch và những cái khu đất mà canh tác được như thế này thì rất là quý hiếm. Rất là chân thành cảm ơn cả nhà nha. Đây là những cái sản phẩm phân khúc dưới 100 ngàn, dưới 100 triệu trên một xào cho cả nhà mình đầu tư. Từ 80 đến 90, 100, đó là những cái sản phẩm tốt đây cả nhà mình để lựa chọn. Với cái 1-2 như thế nó chỉ 700-800 triệu. Thì bản chất của mình hiện tại bây giờ là trách nhiệm của một người bán hàng nó như vậy đó. Mình phải lùng, mình phải đi, đi rất là nhiều. Mình đi 2 ngày nay rồi, thực chất là mình rất là mệt đó cả nhà. Nhưng mà cái cảm ơn anh bạn này, anh bạn này đã chinh chiến với mình rất là nhiều. Rất là nhiều, phải cảm ơn bạn đó. Đi lùng trước như thế này, rồi tìm đến, rồi quay những cái video thực tế để gửi đến cả nhà, thì cũng rất là chân thành cảm ơn cả nhà mình đã luôn đồng hành theo dõi cùng kênh. Cả nhà mình yêu mến Phi thì hãy nhấc máy gọi ngay hotline Chợ Đất Bình Thuận theo số điện thoại 0903111365 hoặc 0906813285 để xem những cái sản phẩm này thực tế là mình đã đi. Và cái điểm thứ hai nữa thì sự khác biệt của mình so với tất cả những cái bạn sale dự án. Thực chất cái sale dự án đó cả nhà thì mình không nói các bạn nói cái gì, nhưng mà rất khó để, nhưng mà ví dụ như chịu khó như thế này này, mình phải đi lùng lội. Nhưng mà cũng rất là chân thành cảm ơn nhờ những cái này mà mình lại có những cái nhìn nhận cũng như cái tư duy á cả nhà. Nó sẽ có những cái gì đó nó khác. Thấy cũng cái hay. Bây giờ mình nhìn nó như thế này nhưng mà trong cái đầu của mình lại suy nghĩ không biết là 5-10 năm sau nó sẽ như thế nào. Nó sẽ như thế nào? Có thể là nó sẽ hình thành những ngôi nhà vườn, đường xá đi lại nó có sẽ đổ bê tông, đổ sỏi, trải sỏi. Hiện tại bây giờ xe mình đi vô tư này, đường rất là vô tư. Đó là những sản phẩm dưới 100 triệu trên 1 mét vuông cả nhà nhé. Rồi cả nhà mình yêu mến, hãy gọi ngay hotline Chợ Đất Bình Thuận theo số điện thoại 0903111365 hoặc 0906813285 để tìm cho mình được những cái sản phẩm đầu tư thích hợp nhất. Rất là chân thành cảm ơn cả nhà mình đã luôn theo dõi, đồng hành cùng Phi. Đó, đây là sản phẩm Phi muốn giới thiệu này. Đường xá đi thoải mái. Ở từ khu vực này mình đi ra khu dân cư là nó rơi vào đó tầm khoảng cỡ 2 km cả nhà nhé, là tới khu dân cư của tại xã Bình An. Đây khu vực này là canh tác đất lúa được, đất lúa này, nước này, và phía bên này là suối. Cả nhà mình thấy suối không? Cho nên là những cái cây nó rất là mát, nó có bóng mát, nó cây rất là xanh. Thì cái sản phẩm của Phi đang bán là đây. Rồi cảm ơn cả nhà mình nhé. Hẹn gặp lại cả nhà một ngày gần nhất. Cả nhà mình yêu mến, hãy cho Phi một cuộc hẹn để trao đổi và đi khám phá cùng Phi như thế này này. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà.